cái bụng đã luôn nhỉ. To hơn bụng bầu rồi. Mày quấy muối vào trong cái xô rồi. Để nó khỏi ấy. Mình cho nó ăn. Đã nhờ. Nếu vậy bên nấu bà ngoại nấu cứ qua lấy bẩm cho nó ăn. Chó nó không ăn mà. Bây giờ say. Chó giờ nó ăn no rồi, nó ăn no nó đâu có ăn cái này đâu. Tàn gà ăn thôi. Quấy để cho nó tí bỗng cho con này nó ăn nhiều nhất à. Thì cho ăn gà ăn ít hơn bụng, để cho con quân này nó ăn để cho nó chết dùng cho sáng nó chết nó lớn. Tức là nó ăn xong nó ăn nó ngủ say. Đâu say nữa, lấy hết ngập hết thịt của mình luôn. Thế là nó chua hả con ngoại? Không, nó không chua mấy.